tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tiếp tục xin giấy phép khai thác kho báo dưới sông Cà Ti mới đây Ông Huỳnh Phú Tân, 42 tuổi, ngụ xã Long Điền, huyện Long Hải, tỉnh Bạc Liêu cho biết, đang tiếp tục liên hệ với Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch Bình Thuận để xin giấy phép khai thác kho báu 3 tấn vàng dưới sông Cà Ti, Phan Thiết. Ông Tân chia sẻ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Long Điền đã làm việc với tôi và tôi đã khẳng định điều này. Thời gian qua, tôi âm thầm làm hồ sơ, thủ tục xin phép, gia đình tôi hoàn toàn không hề biết. Do đó, khi có người hỏi, Gia đình tôi sợ tôi làm gì vi phạm pháp luật nên nói rằng tôi nằm mơ thấy để cho qua chuyện. Theo ông Tân, nếu được tỉnh Bình Thuận cấp phép, ông phải điều chỉnh thời gian khai quật kho báu bắt đầu từ ngày mùng 10 tháng 2 năm 2025 và kết thúc ngày 20 tháng 2 năm 2025, không thể khai quật kho báu vào tháng 5 năm 2024 do thời gian quá gấp. Trả lời câu hỏi về việc hàng ngày phải đi vác muối thuê thì kinh phí đâu để khai quật kho báu và ký quỹ nửa tỷ đồng. Ông Tân cho biết mọi việc đã được ông tính toán. Ông Tân khẳng định, chi phí khai quật, tiền ký quỹ đều do phía đối tác của tôi lo. Hiện ba công ty xây dựng là đối tác cơ bản đã đồng ý và chỉ chờ có giấy phép là triển khai. Theo ông Tân, trước đây ông là thầu xây dựng nhưng do làm ăn thất bại nên thỉnh thoảng rảnh rỗi ông có đi vác muối thuê. Ông cũng cho biết đi vác muối thuê là việc làm không vi phạm pháp luật và cũng chẳng liên quan gì đến việc khai thác kho báu 3 tấn vàng dưới sông Cà Ti. Vì như tôi đã nói, tất cả chi phí đều do phía đối tác của tôi lo. Trước đó, theo trình bày của ông Tân, ông tổ của ông đã phát hiện quân đội Nhật trôn giấu khoảng 3 tấn vàng và vật quý dưới dòng sông Cà Ti, đoạn qua thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, do thời gian quá dài nên tư liệu và hình ảnh không còn, hiện thông tin về kho báu chị mình ông Tân biết được địa điểm. Ông Tân cam kết trong đơn, tôi xin cam kết nếu được cho phép khai thác, tôi xin ký quỹ khắc phục môi trường tại kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận số tiền 500 triệu đồng. Ngoài ra, ông Tân còn xin nhận lại 30% tổng tài sản thu được từ kho báu, 70% còn lại sẽ bàn giao cho kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận. Để việc khai thác an toàn, ông Tân cần 10 cán bộ công an bảo vệ và cán bộ tài chính kiểm kê tài sản sau khi khai thác được, đồng thời đưa tài sản thu được với kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận. Ngày 9 tháng 4, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công ty giấy Hà Giang tại khu công nghiệp Phú Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh vào trưa cùng ngày. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm, bước đầu vụ việc ghi nhận một người tử vong và có một số người khác bị thương. Theo nhân chứng, khoảng 12 giờ ngày 9 tháng 4, nhiều người nghe thấy tiếng nổ lớn tại khu vực trên, sau đó là cảnh tượng tan hoang, mái xưởng, vật tư sản xuất rơi vãi hỏng hóc. Hình ảnh người dân ghi lại cho thấy có ít nhất 3 nạn nhân nằm bất động tại hiện trường. Lãnh đạo xã Phú Lâm cho biết công ty này đã ngừng hoạt động từ năm 2019 và đang tiến hành sửa chữa thì xảy ra sự cố. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc mới đây hội đồng nhân dân quận ba đình và hội đồng nhân dân huyện mỹ đức đã tổ chức kỳ họp chuyên đề xem xét quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tại kỳ họp hội đồng nhân dân quận ba đình đã thông qua nghị quyết về việc nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên dân số của phường nguyễn trung trực vào phường trúc bạch thành phường trúc bạch sau sáp nhập, phường Trúc Bạch mới có diện tích tự nhiên 0,66 km2, đạt 12,13% so với tiêu chuẩn, quy mô dân số 16.782 người, đạt 111,88% so với tiêu chuẩn. Trụ sở phường Trúc Bạch hiện tại là trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới. Ngoài ra, Hội đồng nhân dân quận Ba Đình phê duyệt dự án cải tạo vỉa hè phố Ngũ Xã, Nguyễn Khắc Hiếu cải tạo vỉa hè phố Phan Huy Ích, ngõ Hàng Bún, cải tạo nâng cấp vườn hoa vườn Trúc Bạch, cải tạo nâng cấp đường dạo ven hồ Trúc Bạch, cải tạo hè phố Quán Thánh, khu vực vườn hoa Vạn Xuân. Chiều cùng ngày, Hội đồng Nhân dân huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2021-2026 cũng tổ chức kỳ họp thứ 12 thông qua nghị quyết hợp nhất một số đơn vị hành chính. Cụ thể, huyện Mỹ Đức hợp nhất nguyên trạng diện tích tự nhiên quy mô dân số của xã Mỹ Thành vào xã Bột Xuyên, thành xã Mỹ Xuyên, Hợp nhất nguyên trạng diện tích tự nhiên quy mô dân số của xã Đốc Tính vào xã Vàng Kim thành xã Vàng Tính. Theo đó, cử tri xã Mỹ Thành và xã Bột Xuyên đồng ý hợp nhất và đồng ý tên gọi sau khi sắp xếp là Mỹ Xuyên. Tương tự, cử tri xã Vàng Kim và cử tri xã Đốc Tính đồng ý hợp nhất và đồng ý tên gọi sau khi sắp xếp là Vàng Tính. Trước đó, khi một số quận, huyện, thị xã ở Hà Nội vừa công bố tên phường xã, dự kiến sau sắp nhập, nhiều tên được ghép từ tên của hai phường cũ. Nhiều người dân cho biết việc này khiến tên phường trở nên dài dòng, gây bất tiện cho người dân khi làm các giấy tờ thủ tục hành chính. Nhận định về việc ghép hai tên phường thành một sau sắp nhập, một số ý kiến cho rằng không nên ghép quá dài sẽ gây khó cho người dân khi ghi địa chỉ trên các giấy tờ hợp đồng có thể lấy ví dụ một người dân sau khi ghi số nhà ngách ngõ phố rồi lại ghi thêm phường văn miếu quốc tử giám quận đống đa thành phố hà nội thì quá dài dòng một số ý kiến khác cũng đề xuất nên lấy tên của một phường xã cũ thành tên mới sau sắp nhập nếu gộp hai phường thành một thì nên dùng tên của phường có dân số nhiều hơn để giảm thiểu số lượng giấy tờ cần thay đổi đa số các ý kiến đều đồng nhất quan điểm tên phường nên để sao cho ngắn gọn dễ hiểu dễ nhớ cũng theo hướng dẫn của sở nội vụ tên đơn vị hành chính mới được xem xét dựa trên yếu tố truyền thống văn hóa phong tục tập quán của địa phương ưu tiên sử dụng tên gọi đã có của các đơn vị hành chính trước khi sắp xếp hoặc được sử dụng trong quá trình hình thành và phát triển Năm 2017, cô gái dân tộc Giao Phượng Mùi Mấy xuống Hà Nội học đại học, ngành công nghệ thông tin, hoàn cảnh gia đình khó khăn cô phải làm thêm kiếm tiền đóng học phí. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại khá, mấy dễ dàng tìm được công việc nhân viên văn phòng. Tuy nhiên, mức lương ở đây không đủ trang trải, mấy quyết định nghỉ làm về quê tìm cơ hội. Về Hà Giang, mấy yêu và lấy một chàng trai cùng quê, thế nhưng cả hai chia tay khi mấy mang thai. Dù đang mang thai nhưng ở quê không có thu nhập, Mấy đành xuống Hà Nội làm shipper. Cô chạy xe giao hàng đến cận ngày dự sinh để dành được ít tiền cô về quê sinh con. Sinh con được 3 tháng, mấy đưa bé về lại Hà Nội để tiếp tục làm shipper. Ban đầu mẹ và em họ đi theo, chồng cháu giúp cô. Đến khi bé được 10 tháng tuổi, cô gửi con cho nhà trẻ tư để đi làm. Công việc của mấy bắt đầu từ 6 giờ sáng cho đến 23 giờ đêm. Vì có con nhỏ, mấy không nghĩ đến chuyện xin công việc văn phòng cho ổn định, cô vẫn chọn gắn bó với nghề shipper để có thời gian chăm con. Những hôm con ốm mệt, cô có thể nghỉ làm mà không bị gò bó. Từ 7 giờ đến 16 giờ hàng ngày, mấy gửi con ở nhà trẻ, sau đó cô đón con về nhà tắm rửa cơm nước. Đến 18 giờ, cô lại chở bé đi theo giao hàng. Lúc bé còn nhỏ, mấy điệu con trước ngực. Khi bé cứng cáp hơn, cô mua chiếc ghế nhỏ cho con ngồi. Bé gái một tuổi dường như hiểu được nỗi khổ của mẹ. Bé ngoan ngoãn hợp tác ít khi quấy khóc buồn ngủ. Bé tự đầu vào bụng mẹ thiếp đi một chút. Đủ giấc, bé thức dậy chơi, bập bẹ tập nói cùng mẹ. Thấy mấy chở con gái nhỏ theo cùng, khách hàng ngạc nhiên. Ôi, em cho cả bé đi à, thương quá. Họ chọn cách tiếp cho mấy năm đến 10.000 đồng để động viên. Để lưu lại hành trình gian khó của hai mẹ con, mấy thường quay các clip nho nhỏ và đăng trên trang cá nhân. Bất ngờ những clip này được cộng đồng mạng chú ý. Tính đến, đến nay, mẹ con mấy dòng ruổi mưu sinh bên nhau đã được 4 tháng. Đôi lúc mệt, mấy ứa nước mắt nhưng nhìn con cô lại vui. Cô tự nhủ cố gắng kiếm tiền rồi học thêm một nghề ổn định. Khi đó mẹ con không phải theo nhau vất vả như bây giờ. Vụ việc xuất phát từ sự mất tích kỳ lạ của hai cháu M và L vào tối ngày 3 tháng 4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Theo đó, chị Nguyễn Thị Kim Chi, 27 tuổi, ngụ quận 7, hàng đêm dẫn theo bốn con của mình, lớn nhất 10 tuổi và nhỏ nhất 9 tháng rưỡi đi theo bán kẹo cho du khách ở phố đi bộ để kiếm sống. Tối ngày 3 tháng 4, trong lúc bán hàng, chị Chi gặp người quen cách đó 100 mét nên để bốn con chăn nhau. Ít phút sau, chị Chi quay lại chỉ thấy hai con còn m và l đã biến mất chị chi nháo nhào đi tìm một số người dân nói rằng thấy hai cháu gái dắt nhau đi vệ sinh gần đó và chỉ hướng đi của hai cháu nhưng chị chi tìm không thấy được biết người chồng rời mấy mẹ con chị chi cách đây không lâu và năm mẹ con quen sống cạnh đường phố về đêm nên có nhiều thông tin về sự thất lạc của hai cháu có người cho rằng người cha ruột của hai cháu đã bí mật tiếp cận dẫn con đi để nuôi dưỡng tuy nhiên sau nhiều ngày tìm kiếm con trong vô vọng Chị Chi mới trình báo công an phường Bến Nghé quận 1, xác định tính chất nghiêm trọng nên vụ việc được báo cáo công an quận 1 và ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh. Một số trang mạng xã hội đã lan truyền thông tin và báo chí đã đăng tải nhằm hỗ trợ gia đình tìm kiếm hai cháu gái mất tích kỳ lạ giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Do tính chất nghiêm trọng nên lãnh đạo Bộ Công an và thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương vào cuộc, chạy đua với thời gian bằng mọi giá tìm thấy hai cháu một cách sớm nhất. Giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh đã huy động nhiều phòng nghiệp vụ vào cuộc phối hợp cùng công an quận 1 để nhanh chóng truy tìm hai cháu. Công an đã trích xuất nhiều camera ở các hướng xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ và các tuyến đường xung quanh, nhận diện được một phụ nữ trẻ có nghi vấn tiếp cận hai cháu. Trưởng công an quận 1 cho biết, dưới sự chỉ đạo sát sao của ban giám đốc công an thành phố, hơn 200 cán bộ chiến sĩ của công an quận 1, phòng cảnh sát hình sự đã được huy động vào cuộc. Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera ở nhiều địa điểm Lực lượng công an đã xác định rõ, hai cháu đi theo một người phụ nữ trẻ. Lực lượng công an tập trung ra dựng lại quá trình di chuyển của người phụ nữ này cùng hai cháu để khoanh vùng. Được biết, nghi phạm còn trẻ nhưng hành động khá tinh vi khi tiếp cận hai cháu ở một khoảng cách nhất định để rủ rỗ. Người này thoát ẩn, thoát hiện, lúc thì đi bộ dẫn hai cháu nhưng có lúc đón taxi công nghệ để đưa hai cháu di chuyển. Dù dấu vết mờ nhạt, việc dựng lại quãng đường di chuyển của hai cháu và nghi phạm rất khó khăn. Đó là chưa kể động cơ vụ bắt cóc chưa rõ ràng, hai cháu có khả năng gặp nguy hiểm. Lúc này, hơn 200 cảnh sát ngày đêm lần tìm các manh mối, chạy đua với thời gian, quyết tâm truy tìm ra tung tích, sớm giải cứu các cháu. Lực lượng công an đã khoanh vùng được địa điểm giữ hai cháu là khu trung cư cao cấp Sài Gòn Pơn, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, đồng thời xác định nghi phạm là người phụ nữ trẻ Phạm Huỳnh Nhật Vi. Khi đã chắc chắn hai cháu đang có mặt trong căn hộ của nghi phạm Vi tại tầng 10, tòa tháp Ruby khu Sài Gòn Pearl. 10 giờ sáng ngày 8 tháng 4, lực lượng công an đã ập vào giải cứu và tiến hành tạm giữ nghi phạm. Vụ giải cứu thành công chỉ sau 42 giờ kể từ khi tiếp nhận trình báo về vụ mất tích. Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho hay, qua điều tra xác định nghi phạm Vi đã tiếp cận hai cháu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong tối ngày 3 tháng 4, dùng thức ăn, tiền bạc để dẫn dụ các cháu. Vi dẫn hai cháu đi bộ qua nhiều con đường, từ quận 1 sang quận 8, rồi bắt taxi công nghệ đưa về căn hộ ở khu Sài Gòn Pơn. Tại đây, vì tiếp tục dụ dỗ bằng thức ăn để giữ hai cháu lại, khiến cả hai không phản ứng, quấy khóc cho đến khi lực lượng công an ập vào giải cứu. Trung tá Dũng thông tin, đến nay xác định một mình Vi thực hiện hành vi, chưa thấy dấu hiệu có thêm đồng phạm. Quá trình giữ hai cháu tại căn hộ, Vi vẫn lo ăn uống và không có hành vi sử dụng vũ lực. Ngay sau khi giải cứu thành công, lực lượng công an cũng đã đưa hai cháu đi giám định sức khỏe kết quả cho thấy hai cháu hoàn toàn khỏe mạnh. Niềm vui vỡ hòa, chị Nguyễn Thị Chi, sinh năm 1997, mẹ nạn nhân, nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc khi nhận lại các con. Khi hay tin cảnh sát tìm được con, tôi rất vui mừng và vô cùng biết ơn các anh đã nỗ lực ngày đêm tìm kiếm các cháu. Bước đầu Vi khai nhận có chồng ở nước ngoài nhưng không có con, do đó Vi muốn đưa hai cháu trên về để nuôi dưỡng. Tuy nhiên, đây là lời khai ban đầu của nghi phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra chưa thông tin về động cơ gây án của Vi vì cần thời gian xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan. Liên quan đến vụ việc này, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng các cháu chưa có khả năng xử lý tình huống, chưa tự bảo vệ bản thân, do đó gia đình cần hướng dẫn cho các con kỹ năng để xử lý khi bị dẫn dụ hoặc đi lạc đặc biệt khi đưa các cháu đến khu vui chơi giải trí khu vực công cộng phụ huynh cần để mắt bảo vệ con em mình và đặc biệt lưu ý khi xảy ra sự cố cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời can thiệp